Con chim ngu ngốc. Em xem, từ trên cao nhìn khu rừng của chúng ta mới tuyệt làm sao. Tất cả là nhờ chúng ta bắt chước tiếng kêu của 50 mấy loài. Quanh năm cảnh báo hiểm nguy. Năm sau nhất định em sẽ ứng cử vào hội đồng quản lý rừng. Vào hội đồng quản lý rừng không đơn giản đâu. Cứ làm tốt việc của mình, giúp mọi người đi đã. Anh chẳng muốn gấp mấy lần mình ấy chứ. Mẹ! Mẹ ơi, mẹ làm sao thế ạ? Nhìn mẹ lo lắng lắm. Khu rừng bên cạnh đột nhiên xuất hiện một nhóm các loài nổi dậy, tàn phá khắp nơi. Các bô lão đều rất lo ngại cho sự an toàn của rừng ta. Mẹ đang nghĩ phải có phương pháp nào đó chuẩn bị trước, mà không làm cho mọi người hoang mang lo sợ. Hay là chúng ta mở cuộc tập dượt trước, để mọi người quen với các tín hiệu cảnh báo đặc biệt. Lúc nguy hiểm đến, ta không lúng túng. Hay lắm. Lần này nếu con tiếp tục thể hiện tốt, thì chắc chắn mọi người sẽ đồng ý để mẹ truyền lại chức đội trưởng đội an ninh cho con. Sắp có thú dữ ư? Đội trưởng đội an ninh sẽ là anh ấy à? Không được, chức đội trưởng nhất định phải thuộc về mình. Em con đâu? Lúc nãy con về trước, chắc lát nữa em về mẹ ơi. Con nhớ kèm cặp em nhé. Em thông minh, nhanh nhẹn, mỗi tội nóng vội và hiếu thắng, dễ hỏng việc. Mẹ yên tâm, con sẽ bảo ban em. Có chuyện gì thế? Đây là tiếng báo động mà. Chẳng lẽ... Mọi người nghe đây, một đàn giặc dữ từ rừng bên sắp ập đến rừng ta rồi. Mọi người nhanh chóng rời đi. Có đồ đạc của nã gì thì mang hết theo. Chết rồi, cả ruộng cà rốt của tôi làm sao mang theo được đây? Mau đi thôi, an toàn là trên hết. Cảm ơn Chèo Béo nha, cậu xứng đáng là người kế nghiệp mẹ đây. Cảm ơn bác, giữ gìn an nguy cho mọi người là bổn phận của cháu mà. Mình không xứng đáng thì còn ai xứng đáng vào đây nữa. Chạy đi thôi. Có chuyện gì thế nhỉ? Bác ơi, có chuyện gì mà mọi người trong hoảng hốt thế kia? Cậu trong đội an ninh mà còn hỏi tôi ư? Sắp có giặc dữ kéo đến, không chạy đi ở lại chờ chết hả? Ai bảo bác thế? Giặc nào ạ? Ở đâu ra tin ấy hả bác? Thôi tôi đi đã, đến đội an ninh còn không biết thì bấu víu vào ai bây giờ? Không xong rồi, chẳng lẽ... Anh hai, anh thấy em có nhanh nhạy không? Cảnh báo kịp thời, mọi người chạy trước là vừa, giặc dữ đến khỏi lo. Giặc dữ? Giặc dữ đâu ra? Em nghe ai nói vậy? Anh định giấu em chứ gì? Em nghe hết câu chuyện của anh và mẹ sáng nay rồi. Trời ơi, đấy là anh với mẹ bàn chiến lược tập dượt đề phòng, chứ đã có giặc dữ nào đâu. Em báo động nhầm rồi. Báo động nhầm ư? Em lỡ báo cho cả rừng rồi. Trời ơi, em đã làm gì thế này? Yên tâm, có anh rồi. Đi nhanh lên. Nhanh lên mọi người, khẩn trương di tản. Mọi người, có nghe tiếng gì không? Đó là tín hiệu báo an toàn. Mọi hoạt động bình thường trở lại. Xin mọi người dừng lại đi ạ. Có báo động nhầm. Báo động nhầm bà con ạ. Sao lại có chuyện báo động nhầm được chứ? Đội an ninh làm việc kiểu gì vậy? Cháu thật lòng xin lỗi mọi người. Đây là lỗi của cháu truyền đạt thông tin không tốt, khiến cho Chèo Bẻo em hiểu lầm. Trời ơi là trời, ra mà xem ruộng cà rốt nhà tôi đi. Nhổ non bao nhiêu, đất đai đào xới tung cả lên, giờ ai chịu trách nhiệm đây? Xin mọi người hết sức thông cảm. Cũng vì lo lắng cho an nguy của cả khu rừng, Chèo Bẻo em mới nghe tin giặc dữ đã tức tốc đi báo tin. Cháu xin nhận toàn bộ trách nhiệm về chuyện này. Chèo Bẻo anh nói cũng phải, Chèo Bẻo em hơi nóng vội, nhưng có tâm với mọi người là tốt. Mọi người thông cảm cho cháu nó, giông bão qua là mừng rồi. Anh hai giỏi thật đó, trong lúc nguy cấp như thế mà xử lý đâu ra đấy, lại còn nhận lỗi về mình, bảo vệ danh dự cho con nữa. Vậy mà sao?
Vậy mà con lúc nào cũng nghĩ đến việc phải thắng anh ấy, kế vị chức đội trưởng của mẹ. Con thật là... Con là một cậu bé thông minh. Nếu bớt hiếu thắng thì con sẽ giúp đỡ được nhiều người hơn đó. Chúng ta sẽ cùng nhau giúp anh Thỏ trồng lại ruộng cà rốt nhé. Em cảm ơn anh. Mẹ rất tự hào về các con. Địa đạo của chuột con. Con trai, đến lúc con phải tự lập rồi. Mẹ chỉ có thể chuẩn bị cho con một ngôi nhà tử tế. Còn từ giờ, con phải tự lo toan cuộc sống của mình. Mẹ, con hiểu. Các anh chị con cũng vậy mà. Con chỉ hơi lo lắng. Đừng lo lắng quá. Con hãy chăm chỉ làm việc, để ý quan sát, nhớ lời mẹ đã dạy các con là được rồi. Dạ vâng. Trời sáng rồi, đi tìm thức ăn thôi. Rắn, nhà mình ở ngay cạnh nhà rắn sao? Mẹ từng dạy mình, rắn rất đáng ghét. Ở gần nhà rắn như thế, mình mà làm gì mất lòng thì nguy to. À, đúng rồi. Chị rắn ơi. Ừ, là chuột hả? To gan đấy. Chuột mà dám vác mặt tới nhà rắn sao? Dạ, rất hân hạnh được làm hàng xóm với chị. Nhà em ở ngay bên kia. Dạ, có chút quà mọn biếu chị. À, ra là hàng xóm, cũng biết điều đấy. Vậy là xong, từ nay chịu khó cống nạp cho nó một ít thức ăn, chắc nó sẽ không đụng tới mình. Mình chỉ còn có nửa bắp, mà thôi không sao, đủ ăn trong ngày hôm nay. Ơ, bắp ngô của tôi. Anh Quả, sao lại lấy bắp ngô của tôi? Bắp ngô vất vả lắm tôi mới kiếm được. Trời ạ con, mới tới đây phải không? Sao không thèm chào hỏi ta lấy một tiếng, còn dám lớn tiếng? Ta đang dạy mi cách cư xử đây. Anh Quả, tại tôi không nhìn thấy tổ của anh nên... Này thấy rồi đấy thôi, chú em liệu mà cư xử, ta mà ngứa mắt thì một đòn chú mày đi luôn. Chết thật, lão Quả kia trông hung dữ làm vậy. Mình sống cạnh nó, không lấy lòng nó chắc không yên thân được. Hay mình thôi không cống nạp cho mụ đắng nữa, dành phần đó cho lão Quả. Không được, bỗng dưng mụ đắng không thấy mình biếu xén nữa, thế nào mụ ấy cũng biết mà sinh chuyện. Thôi đành cống nạp cho cả hai mới mong yên thân được. Hôm nay lại đói rồi. Mình kiếm thức ăn vất vả là vậy, nhưng ngày nào cũng phải cống nạp gần hết. Chẳng hôm nào được no, có hôm còn chẳng có gì vào bụng nữa. Chuột con, mẹ tới thăm con đây. Mẹ, con nhớ mẹ quá. Mẹ cũng rất nhớ con. Chuột con, sao con lại gầy đi nhiều thế này? Con không tự kiếm được thức ăn hay sao? Không mẹ ơi, chuyện là... Xem con kìa, làm được bao nhiêu dâng hết cho kẻ khác như thế thì làm sao sống nổi. Mẹ ơi, nhưng biết làm sao được, một con là rắn độc, một con là quả đen hung ác. Con mà không lấy lòng chúng nó tấn công con thì đến cái mạng con còn không giữ được ấy chứ. Nên con không còn cách nào khác. Ai bảo con là không còn cách nào khác, con phải sống thật mạnh mẽ, tự bản thân phải bảo vệ lấy mình. Không nên sợ hãi và cũng đừng trông chờ vào kẻ khác. Con cũng muốn vậy, nhưng sức con không đánh lại chúng được. Chúng ta không đánh được chúng, nhưng chúng ta có thể tự bảo vệ mình. Con không nhớ rằng, loài chuột chúng ta thường đào những đường hầm ngoằn ngoèo dưới lòng đất, thông với rất nhiều hang, để chúng ta có thể chạy trốn kẻ thù truy đuổi. Đúng rồi,
lý thuyết về xây dựng đường hầm để trốn tránh kẻ thù. Con nhớ rồi, con sẽ đào hầm ngay mẹ ạ. À. Hoàn thành rồi, có hệ thống đường hầm này mình không sợ ai truy đuổi nữa hết. Mẹ nói đúng, mình phải sống thật mạnh mẽ. Phải tự bảo vệ lấy mình, không cần sợ hãi. Cũng không thể trông chờ vào người khác được. Đợi đến khi nào? La 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 la. Nhà mình ở phía này mà ông. Ông biết, chúng ta lại đằng kia một chút đã nha mắt. Này cô, cầm lấy cho cháu bé. Cảm ơn ông, cảm ơn ông. Không có gì. Đó là phần thức ăn trong cả tuần của gia đình ta mà ông lại đem cho cô ấy. Với chút thức ăn còn lại, nếu biết tiết kiệm, chúng ta cũng có thể sử dụng trong một tuần đấy. Còn với cô ấy, chút thức ăn đó có thể giúp họ đỡ khó khăn rất nhiều. Mắt này, trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cần phải chia sẻ và giúp đỡ những người có hoàn cảnh kém may mắn hơn. Dạ, cháu hiểu rồi ạ. Nhưng sau này đợi khi cháu lớn lên, khi cháu thật sự giàu có, cháu sẽ giúp đỡ được rất nhiều người khó khăn hơn mình. Đợi đến khi cháu giàu có ừ. Vâng ạ. Ông ơi, nhà mình kia rồi. Đây, mắt chủ nhật này cậu có đi không? Đi đâu cơ? Buổi quyên góp cho những người vô gia cư, một hoạt động xã hội của công ty mình hàng năm, cậu có thể ủng hộ bằng tiền hoặc các vật dụng. Ôi giàu, mình làm gì có điều kiện chứ, đến chi tiêu trong gia đình còn không đủ, thì làm sao mà giúp đỡ được người khác, mỗi người một chút thôi mà. Thôi, mình góp cũng chẳng đáng là bao cả, đợi sau này mình khá giả hơn, lúc ấy nghĩ đến người khác cũng chưa muộn, như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Cậu kiểm tra lại cho tôi thông số, rồi báo cáo lại ngay cho tôi. Tôi mới được đề bạt lên vị trí này, không thể mắc sai lầm nào được. Dạ, thưa giám đốc. Anh ơi, em hỏi anh một chuyện được chứ? Em nói đi, mà em định đi đâu, lại mang vác lỉnh kỉnh thế kia, Jenny. Em mua một chút đồ cho lũ trẻ trong cô nhi viện. Dạo này đang vào mùa đông, ở đó thiếu thốn lắm. Nhân tiện em muốn hỏi anh, có thể trích ra một ít tiền để gây quỹ thường niên ở cô nhi viện không? Trời ơi, dự án lớn của anh đã gặp trục trặc. Anh cần tiền gấp để lo trang thiết bị. Hơn nữa, lại còn sắp vào kỳ trả lương của công ty. Nhà mình có dư giả đến mức để em đi làm từ thiện đâu. Nhưng chỉ là một số tiền nhỏ thôi mà anh. Chúng ta như vậy đã là hơn rất nhiều người rồi. Anh cũng hiểu đó là một việc tốt. Nhưng ngoài xã hội còn có rất nhiều người giàu có hơn chúng ta. Công sức, tiền bạc của chúng ta chẳng đáng gì cả, như muối bỏ biển thôi. Không phải là anh không muốn làm, mà chỉ cần đợi anh dư giả hơn, anh sẽ đóng góp được nhiều hơn. Nhưng mà... Anh hứa với em, đợi đến khi anh dư giả hơn, anh nhất định sẽ cùng em đi làm từ thiện. Như vậy mới xứng đáng là làm từ thiện cho em. Một thời gian sau, cậu, thật không ngờ cậu làm ăn thế này, làm thất thoát của công ty hàng trăm triệu. Cậu mau mau nghĩ cách đền bù lại, hoặc nếu không, cái ghế cậu đang ngồi bây giờ sẽ không còn thuộc về cậu nữa. Mùa đông năm nay sao lạnh thế? Không biết tính thế nào với khoản tiền đó đây. Chú ăn đi, chú đói lắm phải không ạ? À, chú không phải. Chú không phải ngại đâu ạ. À. Hồi sáng cháu đã ăn kẹo nhiều rồi, nên cũng không có đói đâu. À, cảm ơn ông, cảm ơn cháu nha. Cháu thật là một người tốt. Hôm trước, cháu đã quyên góp hũ mứt cho các bạn ở cô nhi viện. Cháu còn giúp mẹ làm ở xưởng gỗ để lấy tiền cho Jin. Bạn ấy nghèo nhất ở lớp cháu đấy ạ. À.
Đi nào Alex, không làm phiền chú nữa. Sau này đợi khi cháu lớn lên, khi cháu thật sự giàu có, cháu sẽ giúp đỡ được rất nhiều người khó khăn hơn mình. Lẽ ra mình đã giúp đỡ được rất nhiều người. Kỳ thực, việc giúp đỡ người khác không nhất thiết phải chờ đến khi bản thân có đầy đủ khả năng, tiền bạc. Giúp một ai đó khi người ta gặp khó khăn đâu cần chờ đợi nhiều như vậy. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.